Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử càng phức tạp. Vì vậy, phòng chống gian lận công nghệ cao là một nội dung được đặc biệt chú trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây đã hoàn tất. Theo quy chế, trường đã sắp xếp hội trường để làm khu vực để đồ, đảm bảo cách ít nhất 25m, tránh thu phát tín hiệu, đề phòng gian lận thiết bị công nghệ cao. Hiện nay nhà trường đã thứ nhất là đã bố trí một cái phòng để đựng các vật dụng, vật liệu và điện thoại của học sinh vào trong 36 phòng thi là 36 thùng cắt tông và đặt ở phòng đa năng cách các phòng thi trên 20m. Và đã bố các cái camera ở các cái dãy phòng thi thì sẽ được ngắt nối khi thí sinh thi. Lồng ghép trong các tiết ôn tập, các thầy cô giáo cũng thường xuyên dặn dò học sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, tuyệt đối không được mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, đặc biệt là không được mang điện thoại di động vào phòng thi. Thầy cô thì nói với em là nhất là tất cả các thiết bị điện tử là không được mang vào phòng thi. Em chỉ nghe thế thôi. Thậm chí là không được để trong cặp mà mang vào phòng thi luôn, phải để ở ngoài. Nên là em nghĩ vậy cũng là tốt. Quy định của Bộ Giáo dục, đặc biệt là quy định về công nghệ cao trong kỳ thi tới đây thì nhà trường cũng đã quán triệt ngay từ đầu học kỳ 2, đặc biệt là trong các giờ chào cờ, các buổi sinh hoạt chủ điểm của nhà trường thì cũng đã quán triệt cho các em học sinh rất rõ cái vấn đề này. Những năm trước, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong phòng thi. Các thiết bị được thiết kế tinh vi, dễ che giấu và khó phát hiện, ngụy trang dưới hình thức nhiều đồ vật thông dụng như cúc áo, mắt kính, bút viết, tai nghe siêu nhỏ, đồng hồ thông minh, v.v. có thể liên kết với các thiết bị có gắn SIM điện thoại để hỗ trợ việc gọi, nghe lời giải từ bên ngoài đưa vào phòng thi. Ngành giáo dục Đắk Lắk đang nỗ lực tìm các giải pháp ứng phó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo vệ 3 vòng tại phòng thi chứa đề, bài thi tại khu vực thi và xung quanh khu vực thi. Năm nay thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với công an tỉnh để mà hỗ trợ cho các cái địa điểm thi đó, để mà phát hiện những cái thiết bị mà các em có thể là sử dụng hiện nay trên thị trường để mà ngăn chặn cái tình trạng là sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao. Năm nay, quy định về thời gian bảo vệ độ tối mật của đề thi không thay đổi, đó là 2/3 thời gian làm bài đối với môn thi tự luận và toàn thời gian làm bài đối với môn thi theo hình thức trắc nghiệm. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm làm lộ, lọt đề thi trong thời gian này sẽ bị xử lý hình sự.